Nga sẽ chuyển hướng cung cấp năng lượng cho thị trường của các quốc gia thân thiện. Đó là tuyên bố được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra chỉ ít ngày sau khi các nước phương Tây đạt được thỏa thuận về việc đặt giá trần đối với dầu của Nga ở mức là 60 đô la Mỹ một thùng. Phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Phát triển Chiến lược và Dự án Quốc gia, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow dự định tìm kiếm quan hệ đối tác với các quốc gia trong khu vực như châu Á, Trung Đông, Mỹ Latin và châu Phi. Chúng tôi sẽ tìm kiếm các đối tác tiềm năng ở những khu vực phát triển năng động của nền kinh tế thế giới như châu Á, Trung Đông, châu Mỹ Latin và châu Phi. Đó là thị trường thuộc về các quốc gia thân thiện mà chúng tôi sẽ chuyển hướng cung cấp năng lượng. Trong 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu dầu tới các quốc gia đó đã tăng 25%. EU, Anh và Mỹ đã áp đặt các hạn chế kinh tế đối với Moscow sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt không thể làm tê liệt nền kinh tế Nga, mặc dù Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi đầu năm nay tuyên bố đồng rút của Nga biến động thành đồng nát. Thay vào đó, các biện pháp trừng phạt của phương Tây phản tác dụng khi các quốc gia thực hiện phải vật lộn với lạm phát và giá năng lượng cao, trong khi Nga đã chuyển sang thiết lập quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn với các quốc gia khác. Đầu tháng 12, EU đạt được thỏa thuận về việc đặt giá trần đối với dầu của Nga ở mức 60 đô la một thùng. Giới hạn này sẽ được xem xét 2 tháng một lần để duy trì ở mức 5% dưới mức chuẩn của Cơ quan Năng lượng Quốc tế. Các quốc gia G7 và Australia cũng đồng ý ấn định mức giá trần 60 đô la đối với dầu từ Nga. Tuy nhiên, Moscow đã chỉ trích quyết định này, nhấn mạnh rằng họ sẽ chỉ bán dầu cho các nước trên cơ sở thị trường. Thưa quý vị, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, nước này đã thử nghiệm một động cơ nhiên liệu rắn có lực đẩy cao để phát triển một vũ khí chiến lược mới. Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chỉ đạo cuộc thử nghiệm, bày tỏ kỳ vọng rằng một loại vũ khí chiến lược thế hệ mới nữa sẽ được chế tạo trong thời gian ngắn nhất. KCNA cho biết mục đích của cuộc thử nghiệm là xác minh tất cả các tính năng kỹ thuật cụ thể của động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao này dựa trên công nghệ kiểm soát vector lực đẩy. Bộ Nội vụ Ba Lan thông báo tư lệnh cảnh sát nước này, ông Jaroslaw Jimczyk đã bị thương sau khi hộp quà ông nhận được từ một quan chức cấp cao Ukraine phát nổ. Tư lệnh cảnh sát Ba Lan nhận được món quà trên trong chuyến thăm làm việc tại Ukraine ngày 11, ngày 12 tháng 12. Ngoài ra, ông Jimczyk, một nhân viên dân sự tại trụ sở cơ quan cảnh sát quốc gia Ba Lan cũng bị thương nhẹ. Cơ quan an ninh Ukraine chưa phản hồi về vụ việc. Ba Lan là một trong số những quốc gia ủng hộ Ukraine nhiệt tình nhất kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ ngày 24 tháng 2. Ngoài viện trợ vũ khí và tài chính, Warsaw cũng thúc đẩy chính sách cứng rắn của Liên minh châu Âu trong việc áp đặt lệnh trừng phạt với Moscow. Tôn vinh và thờ phụng Thánh Gióng gắn với khu di tích Đền Sóc ở huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, từ lâu đã đi vào tâm khảm của người Việt Nam. Thánh Gióng được xem là một trong bốn vị thánh không bao giờ chết, hay còn gọi là tứ bất tử, với tín ngưỡng thờ cúng đặc biệt. Địa danh này vừa giàu chất văn hóa sử thi, truyền thuyết dân tộc, lại vừa đẹp về cảnh quan nên được du khách thường xuyên hành hương đến mỗi dịp Tết đến xuân về. Năm nay, khi du lịch mở cửa trở lại, công tác chuẩn bị cho lễ hội đang được tiến hành khẩn trương, chu đáo. Từ nhiều năm nay, khu di tích Đền Sóc, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã trở thành điểm tham quan của giới trẻ. Cùng với không gian nhiều bóng mát, yên bình, Đền Sóc còn được biết đến là di tích quốc gia đặc biệt. Lễ hội Gióng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Hiện thành phố Hà Nội xác định khu di tích là điểm du lịch tâm linh của thủ đô cũng như cả nước. Em cũng hay lên Đền Sóc vì Đền Sóc nó vừa đẹp, nó yên bình với cả nó cũng gần nhà nữa. Khi nhớ đến Đền Sóc thì em nhớ đến cảnh Thánh Gióng lấy que tre để lấy cây tre để đánh giặc. Câu chuyện là Thánh Gióng đánh giặc Ân ấy, ngày xưa ấy, đuổi đến đây đánh giặc Ân ấy. Bình thường em đến để đi dạo ấy, bởi vì phong cảnh trong này nó cũng đẹp vậy, mình với cả nhiều cây nó mát ấy, có bóng mát ấy. Một năm thì ở khu du lịch di tích Đền Sóc thì đón khoảng độ 300.000 lượt khách. Tập trung chủ yếu một đó là khách học sinh, là giáo dục truyền thống. Thì cái lan tỏa cái văn hóa Gióng ấy, thì về đây ấy, thì một là chúng tôi giáo dục về cái truyền thống giữ nước và truyền thống bảo vệ dân tộc cho học sinh, cho sinh viên.
cho con em người Việt ở xa. Cái thứ hai là trong thời kỳ đổi mới thì chúng tôi cũng phát triển cái văn hóa tâm linh ở vùng đất này, là làm sao nó là một sản phẩm của văn hóa du lịch tâm linh. Đền Sóc được xây dựng từ thời Tiền Lê thế kỷ 10, khởi nguồn từ miếu thờ Đồng Thiên Vương thời Hùng Vương thứ 6, nhiều lần được các triều đại sắc phong, tu bổ. Có lễ hội gióng diễn ra từ mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng Giêng để tưởng nhớ và ca ngợi chiến công của người anh hùng Thánh Gióng. Mở đầu trang sử vàng son chống giặc ngoại xâm, một trong tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hiện Trung tâm Quản lý Khu Du lịch Di tích Đền Sóc Sơn đang tích cực chuẩn bị cho mùa lễ hội năm 2023 và đón Tết cổ truyền nhằm đảm bảo cho du khách tham quan được an toàn, chu đáo. Để chuẩn bị tốt cho cái công tác lễ hội năm nay, năm 2023, thì đơn vị cũng đã có cái kế hoạch tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn để làm cái công tác đảm bảo công tác an ninh trật tự, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, rồi đảm bảo tất cả các cái hoạt động dịch vụ, rồi là cái công tác các cái lễ rước để chuẩn bị cho cái lễ hội Đền Sóc năm 2023. Thế thì hiện tại thì đơn vị cũng đã triển khai cái kế hoạch là tổng vệ sinh toàn bộ cái khu vực quản lý và chuẩn bị cho cái lễ bao sái để chuẩn bị cho cái đêm giao thừa, rồi là cũng như là đêm mùng 5 để chuẩn bị cho cái lễ hội. Thì với một cái không gian lễ hội rất là rộng, mở đón du khách là cũng rất là đông trong ngày mùng 6, mùng 7, mùng 8 và vào những ngày đầu xuân mới. Thì đây là cũng là một cái nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của đơn vị. Đơn vị cũng xác định là cái nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong những cái mùa lễ hội. Ở đây chúng tôi làm cái nghi lễ dâng hương, sau đó thì giới thiệu về lịch sử khu di tích để cho các bạn thấy được rằng là cái tinh thần truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta từ hàng ngàn năm lịch sử, và Thánh Gióng Phù Đổng Thiên Vương là biểu tượng, là hình tượng cho cái thể hiện cái sức mạnh và tinh thần đoàn kết đánh giặc giữ nước, truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta từ ngàn đời xưa đến nay. Tiêu biểu cho đó là câu chuyện về Đức Thánh Phù Đổng Thiên Vương đánh giặc ân từ thời Hùng Vương thứ 6. Với lịch sử vẻ vang và sự linh thiêng được tôn vinh ngàn đời, khu di tích Đền Sóc tượng Thánh Gióng được xây nên bởi lòng dân, giáo dục truyền thống xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ những giá trị to lớn đó, cần có những giải pháp và chính sách đầu tư đồng bộ để phát triển khu di tích quốc gia đặc biệt này trong thời gian tới. Tức là hiện nay thì đề xuất đó là chúng ta triển khai cái khu du lịch di tích Đền Sóc này, hay gọi là khu 4, khu du lịch văn hóa tâm linh này, được đồng bộ. Đấy, các cái cơ sở hạ tầng đấy, thì chúng ta phải triển khai để làm sao cho mà du khách đến có nơi chơi, nơi nghỉ,